Xin chào anh Nguyễn Đình Thành ở Đông Tháp và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em làm video này để test sản phẩm một bộ một mic không dây màu tím hồng cho anh Đình Thành. Hiện tại cái bộ mic này bên em đang bán là 325.000. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào sen đỏ Shopee. Bên mình có shop tên là Linh Kiện 789 ở trên đó, các bạn lên đó đặt hàng cũng được nhé. Pin đi đâu hết nhỉ? Lấy cục pin này trong cái đèn này. Đây, và khi em lắp pin vào dưới đây nó có bóng đèn sáng này. Ở trên đây có màn hình sáng này. Tắt đi, bật này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là cái sản phẩm đã hoạt động rất tốt. Để em đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm nhé. Và trên đây là ký hiệu của cái sản phẩm của anh. Xin cảm ơn anh Đình Thành đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video test hàng tiếp theo. Chào tạm biệt.